em cũng cảm nhận em bản thân em bây giờ em cũng thấp rất là nhiều luôn. Em rất là được biết ơn sếp rất là nhiều. Nếu mà em không có một người chỉ sống là một người sếp là lúc nào luôn cả năng lượng là đập năng lượng cho em mỗi ngày như thế thì em cũng không chỉ là phát triển được như thế. Từ cách tư duy của em, đánh nói chuyện của em, cách bản thân của em thì nó thay đổi được như thế. Em rất là ngưỡng mộ sếp luôn, em rất là cảm ơn sếp. Một lần em đi du lịch này thì em được đi gặp các sếp này, gặp các anh chị, các hệ thống này, các anh chị trong đội nhóm này, ai cũng quan tâm, ai cũng rất là em rất là ngưỡng mộ luôn. Bởi vì em con người em cũng chưa bao giờ em nghĩ được đi du lịch. Em thậm chí ăn còn không đủ ăn thì làm sao mà dám nghĩ mà đi du lịch. Từ khi em lần này em được đi du lịch thì em rất là ngưỡng mộ luôn. Em rất là thích và tự hào, rất là vinh danh được sếp nghe ưu tiên cho được đi du lịch. Lần này em rất là bảo là em rất suy nghĩ bản thân em và là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, mình phải cố gắng để thật là để năm sau mình còn được đi du lịch, mình còn phải giúp được nhiều người, thật nhiều người để cùng đi du lịch. Những người ai mong ước như mình, ai mong ao ước mấy năm nay để muốn được đi du lịch như mình thì mình sẽ giúp những người đấy để cùng mình đi, cùng được gặp sếp. Nhưng lần này thì em được đi gặp sếp này, những gặp người tiếp sếp. Nhưng mà nếu không thì cần là gặp sếp ở trong Zoom thì lần này được gặp sếp cùng các anh chị em ở trong hệ thống này. Em có lần này em gặp được sếp nha, sếp ôm em vào lòng để chụp ảnh này. Trong là em rất là ngưỡng mộ luôn, lúc đấy em cầm đồng sắt rơi nước mắt luôn. Nếu mà không có đông người ở đấy thì chắc là em cũng rơi nước mắt thật đấy. Đấy em rất là cảm